Xin chào các bạn và chào mừng đã quay lại với channel Bất Thường Gaming. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay lại chị hàng xóm đáng sợ. Và mình nghĩ rằng là tập này sẽ là tập kết thúc, tập cuối cùng và là dấu chấm hết cho câu chuyện này. Trong tập trước thì chúng ta đã nhận được rất nhiều thông tin rồi. Chẳng hạn như là tại sao Yoga lại xuất hiện, vụ cháy phòng 404, nguyên nhân nó là như thế nào, và lý do Natsuno đánh đập Yoko. Nói chung là cái lý do đó thì mình cảm thấy nó khá là tào lao, rất là khó hiểu. Thay vì bày tỏ ra thì lại dùng bạo lực. Rồi, mình có cảm giác như là câu chuyện này đang dần trở nên khó hiểu, và mình hy vọng là ở cuối cùng chúng ta sẽ có một câu trả lời chính đáng, sẽ có một cái ý nghĩa, sẽ không làm gọi là hao tổn cái khoảng thời gian vừa qua chúng ta đã đi được đến cuối chặng đường này mà chẳng có nghĩa gì. Có vẻ như nhân vật chính dậy rồi à? Kurosaki. Có vẻ như là thành công rồi nhỉ? Những y tá và bác sĩ khác thì thở ra một hơi, an tâm. Một cỗ máy tràn đầy máy tính như thế này thật sự có thể thành công, đúng là khó hiểu. Hẳn đây là phép màu của thần linh rồi. Tỉnh dậy chưa? Tỉnh dậy hết hai người chưa? Nhưng mà nếu tỉnh dậy rồi thì Yoka sẽ quay trở về là Natsuno đúng không? Hay là như thế nào? Trước khi mà thấu hiểu người khác thì phải thấu hiểu bản thân. Thấu hiểu bản thân, thấu hiểu đối phương, thấu hiểu anh ấy, cô ấy. Bức tường ngăn cách giữa con người với con người chính là cơ thể và trái tim của họ, giống như thể chất và tinh thần. Những người đi trước thường dạy thế hệ sau rằng hãy đứng trên phương diện của người ta, suy nghĩ cho người ta. Dù vậy đi chăng nữa, tớ trở thành cậu thì có phải là một điều xấu hay không? Chắc là đang hỏi Yoko nhỉ? Mình bắt đầu cảm thấy nó hắc hắc gì rồi đó. Cậu cảm thấy thế nào khi mà rơi vào sâu thẳm nơi ý thức của người khác? Ủa? Ông này vẫn chưa tỉnh dậy à? Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa cả. Quăng câu hỏi vào mặt người khác để có được câu trả lời, cậu không nghĩ là cái đó quá ngạo mạn hay sao? Cậu hãy tự mình gọi là tìm hiểu, tự mình nỗ lực và nếm chảy đắng cay ngọt bùi đi, sẽ tốt hơn cho cậu đấy. Đây, cái thực trạng này thì mình thấy từ rất là nhiều người luôn. Có những người không bao giờ chịu tìm hiểu, toàn đi hỏi người khác, giống như là ngồi yên một chỗ đợi cho người hầu, người hạ bưng một dĩa cơm lên cho ăn vậy. Có khi phải đút đến tận mồm luôn. Mà có khi đút tới tận mồm rồi cũng chưa chịu nhai nữa, phải cầm cái hàm để mà đẩy lên đẩy xuống luôn mới chịu nuốt. Đừng có mà thuyết giáo, tôi không nghe đâu. Nơi đó là không gian tinh thần của Natsuno, Yoko và Yoka. Mình thì lúc nào là mình cũng tự đi tìm hiểu, cái chuyện nào mà bí lắm không thể nào tìm được câu trả lời nữa thì mình mới lại nhờ cậy vào người khác thôi. Đây là một cái thị trấn
cái không gian tinh thần này nó cũng giống như một cái thị trấn ảo do ký ức của mấy người họ pha trộn lại tạo nên nè. Eto, nói chung là bọn họ đã tự gọi là khóa bản thân đi để khóa đi cái ý thức của mình, tức là sao? À, nói tóm tắt thì khi mà những cái dàn sân khấu mất đi thì sân khấu cũng sẽ bị sập. Vậy thì làm thế nào để quay trở lại? À, đại khái là cái thế giới, cái thị trấn mà khi nãy nhân vật chính ở đó đã bị sụp đổ và bây giờ là rơi vào một cái nơi nó màu xám xịt rồi. À, làm sao để có thể về được? Về được hiện thực. Thật là buồn cười. Bữa sáng thì cậu làm thế nào để dậy? À, cái này thì mình cũng không biết nữa, tự nhiên nó dậy thôi. Lúc mà cậu bị ác mộng giày xéo thì làm sao cậu có thể quay trở lại hiện thực được? Câu trả lời rất là đơn giản, cậu chỉ cần tự mình tỉnh dậy là được. Vậy thì hồi nãy giờ cũng nói chuyện vừa rồi là gì? Đại khái là mấy cái cơn ác mộng thì mình thì cũng thường xuyên nằm thấy ác mộng, và mỗi lần mà mình mơ thấy ác mộng mình đều nhận ra đó là ác mộng cả, tại vì cái đó thật sự là không bao giờ có thể tồn tại được trong thế giới này, cho nên là mình tỉnh dậy luôn. Gấu bông rốt cuộc là ai? Tôi à, tôi chính là gấu không đầu. Chấm chấm chấm, hỏi nó cũng vô ích. Mình không hiểu tại sao thằng nhân vật chính này vẫn nhây dưa với con này. À, tôi không có đầu cho nên cũng chẳng có não. Và người ta thường nói rằng là não và tim thì là hai vật khác nhau. Ờ, à, đúng rồi. À, tuy nhiên thì Tigunaru là con người có thể tự hình thành nhân cách của mình. Cậu có nghĩ như vậy không? Dù sao thì con người cũng chỉ là một cái tồn tại trên dạng điện phân mà thôi. Người xưa, người vĩ đại xưa thường có nói câu này. Yeah, từ sâu thẳm bên trong trái tim của con người thì gắn kết với nhau. Nè, tôi là mọi người là tôi. À, giống như all for one và all for one. Nếu mà ngôn từ mà trở thành hình thể thì nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là vô thức. À, đau đầu quá, muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Vậy thì hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Tuy nhiên thì chúng tôi luôn ở trong cậu. À, dạ. Mình không cần cái con gấu này ở trong mình. Ê, tỉnh dậy chưa? Ê, hết cả hồn. Đừng nhá. Đừng mở mắt lần nữa nhá. Tự nhiên đang màn hình đi thôi, mình đang chờ đợi nhân vật chính tỉnh dậy thì đột nhiên mắt mở ra. Lại tê gì nữa đây? Cậu tỉnh dậy rồi à? Ngoài đừng nói là ký giả nha, mình là ký giả nha. À, đúng rồi, mình là ký giả. Ôi, đừng có nói tới đây kết thúc nha. Thực ra thì đã có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
Anh đột nhiên bất tỉnh, có phải là anh đã bị mệt mỏi gì hay không? Nói sao vậy? Tự nhiên đầu tôi cảm thấy rất là đau. Ngày hôm nay thì đến đây thôi, có được không? Đúng vậy nhỉ? Rất là xin lỗi vì đột nhiên tôi lại như vậy. Vậy thì tôi sẽ lại đến vào một ngày khác. Tôi sẽ gọi điện sau. Hãy cẩn thận nhé. Về nhà bình an. À, có một điều mà tôi muốn hỏi có được không? Sau đó thì Kubikari Yoka thế nào? Sao lại hỏi cùng một câu giống khi nãy? Chẳng phải vừa rồi anh đã gặp cô ấy rồi sao? Đúng vậy vậy, xin lỗi nhé. Ê. Ôi, mình cảm thấy hơi sợ sợ rồi đó. Cậu có thực sự là cậu không? Người ở kế bên cạnh bạn có phải là người đó hay không? Ê. Đừng có kết thúc như thế nha, hên quá. Tôi tưởng là kết thúc bằng hai cái câu hỏi đó là mình cảm thấy hơi bị nghi ngờ. Có vẻ như là mình đã quay trở về góc nhìn là Fujitsu rồi. Rốt cuộc thì mình không biết là mình là ký giả hay là thằng Fujitsu này luôn. Nhưng mà thằng Fujitsu này thì cái biệt danh của nó là T. Ai, cuối cùng thì cũng chịu về rồi. もっと手際よく追い返してくれよ、あんた。Hả? Anh ta? Sao lại gọi cái cách thân mật này vậy? Tại sao anh lại không đuổi khéo người ta về một chút đi chứ? Dù có nói như vậy đi chăng nữa thì người đó điều tra khá là kỹ lưỡng hả? Cho nên là rất khó để mà có thể cắt ngang câu chuyện. Đấy em. Ừ. Thế là sao? Mình đang bối rối. Tsubaki mở cửa sổ ra, xác nhận xem là người ký giả đã về chưa. Anh cứ nghĩ là đã giảm đi rồi, nhưng mà những cái người mà làm công việc đó, à không, những cái người mà có sở thích đi điều tra người khác thì vẫn không giảm gì. 残した痕跡が多すぎるのさ。人々の記憶、足跡、それに物的証拠。Đó là bởi vì quá nhiều vết tích sót lại, ký ức của những người khác, vết chân và bằng chứng vật lý. 人一人の存在した証を消すのは容易じゃないんだよ。Để xóa đi sự tồn tại của một người thì đó không phải là một điều dễ dàng gì cả. Ê. Joker vẫn còn ở đây là mình hết hồn tưởng xóa đi sự tồn tại là Joker chứ. Mà không biết là đây là ai đây, vẫn còn cười kỳ kỳ một chút. Tại vì đây về cơ bản là Natsuno nhưng mà lại gọi là bị sốc tinh thần và cố gắng trở thành Yoko, cho nên là đã bị biến thành Yoka. Giải thích mình cũng cảm thấy khó hiểu. Đã bảo là đừng có để cho chị ta ra khỏi phòng khi mà có khách đến cơ mà. 少し目を離した隙に抜け出したんだよ。本来なら彼女の自由を束縛する権利なんてない。Do là em không chú ý một chút, chị ta đã thoát ra khỏi cô ấy đã thoát ra khỏi phòng. Về cơ bản thì chúng ta không được phép gọi là hạn chế sự tự do của cô ấy. Đây là nó có cái dấu ngoặc đàng hoàng luôn. Mình cũng không hiểu tại sao lại thay đổi cách xưng hô nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy à? あの日、京子と夏野の人格は蒸発した。二人の溶け合った人格である首刈り京子も同様に消滅。Ngày hôm đó thì Yoko, nhân cách của Yoko Natsuno đã bị bốc hơi. Và nhân cách thứ ba Yoka ở tồn tại ở bên trong cơ thể này cũng giống như hai kia bị tan biến. Tức là bây giờ là ai? 冬空夏野の肉体に残ったこの京子でも夏野でも
Kyoka ka demo nai. Dare ka. Bây giờ là ai đó đã thế chỗ cho Yoko, Natsuno và cả Yoka tồn tại bên trong cơ thể của Uyusora Natsuno. Hắc nha. Cái điều này thì anh đã nghe mấy chục lần rồi. Nam pyak kai demo suru sa. Kanojo o sasaete ikite ikou to chikatta kara. Dù có bao nhiêu lần đi chờ đỡ vẫn phải nói, bởi vì chúng ta đã quyết định là phải giúp đỡ cô ấy rồi. Hai chúng ta. Vậy à? Tanin de wa nai sa. Kanojo mo. Yoku yu daro. Tasha wa jibun wo utsu kagami. Cô ấy cũng không phải là người ngoài gì cả. Người ta thường có một câu rằng là người xa lạ chính là tấm gương của mình. Aite no naka ni jibun ga aru. Bên trong đối phương thì có mình. Ồ, khá là chân lý đấy chứ. Hito ni kyokai sen nante doko ni mo nai nda. Không có đường chân giới nào, không có đường ranh giới nào dành cho con người cả. Hả? Madoromi no naka de watashi wa anata no yume o miru. Trong giấc mộng thì tôi nhìn tớ nằm mơ thấy giấc mơ của cậu. Toketa chocolate no yō ni yawarakaku amai amai koi no yume. Đó là một giấc mơ tình yêu rất là ngọt ngào, tan chảy như kẹo sô cô la. Anata wa dare? Sono toi ni anata wa kitto kou kotaeru no deshō. Cậu là ai sao? Chắc chắn là cậu sẽ có câu trả lời. Watashi wa kimi. Kimi wa watashi. Watashi ga minna e tokete iku no dakara. Tớ là cậu và cậu là tớ. Tớ sẽ tan chảy cùng với mọi người. Watashi wa watashi ni koi wo suru. Và tớ yêu tớ. Ok, chúng ta đã có một màn hát não cuối cùng. Vẫn chưa. Vào ngày hôm đó thì tôi đến công viên để hút thuốc lá. Subaki, góc nhìn của Subaki à. Rồi tôi thật sự thở ra khói thuốc. Ya ya, yuganda kyudousha yo. Annyui na gogo ni nani o omou? Rồi, tiếp tục là những lời thoại rất là khó hiểu của con gấu này. Xin chào người gọi là lạc khỏi quỹ đạo. Cảm thấy như thế nào vào buổi chiều ngày hôm nay? Anta ga danna no itte ita hito no soko ka. Ngươi chính là người mà chồng của cậu chính là người mà chồng tôi đã nói rằng là chị ta sự tồn tại ở sâu bên trong con người à? Hito no soko to wa shingai kubi. Boku wa kimi tachi sono mono. Ở sâu bên trong con người thì rất là khó đoán. Và tôi chính là chính là tất cả mọi người. Nase ni hito wa wakari aenai no? Watashi to anata ittai nani ga chigau no kashira? Tại sao con người lại không thể hiểu nhau chứ? Chẳng phải chúng ta là đều giống nhau sao có gì khác nhau chứ? Doko made ittemo hito wa hito. Kokoro to kokoro o tsunagu heart network. Ở đâu cũng là con người. Đáng lẽ là nó sẽ trở thành một cái mạng lưới kết nối trái tim. Sinh vật学的 ni yeba, ningen to sono ta no doubutsu no nou no sosei ni ookina chigai wa nai. Ichibu o nozokeba. Về mặt vật lý học thì não bộ của con người nó không có gì thay đổi khác nhau cả. Não bộ của những con người không có gì thay đổi khác nhau cả, chỉ khác một phần nhỏ mà thôi. Saru to ningen demo sono sa wa gosa teido. Ningen doushi nara hotondo bisa daro. Giữa khỉ với người thì nó cũng chỉ khác nhau có một chút thôi. Nếu mà cùng là con người với nhau thì cái khác nhau đó thì nó nhỏ như là hạt bụi vậy. 19 seiki Jung no teishou shita shugo muishiki no kouzou ga onaji nara koko de iu genkei no yōna mono wa jūbun sonzai shi eru. Vào thế kỷ 19 thì Jung đã gọi là đề ra một cái thuyết
não bộ, nếu mà não bộ của con người đều giống nhau thì chẳng phải là cái điều vừa nãy là thật sự là đủ để mà chứng minh hay sao? 人と人が深い場所で同じ定型を成しているなら、全人類の深層心理をつなぐ超常じみたネットワークの存在もなくはない。Nếu mà con người cùng trải qua một cái sự kiện giống hệt nhau thì rất có thể là tất cả mọi người, tất cả những người ở trong đó sẽ gọi là kết nối với nhau. Cũng có thể. 人と人がつながっている。それは観念であり、希望であり、優しさであり、そして不安だ。Nếu con người kết nối với con người thì đó sẽ là quan niệm, kỳ vọng, gì ta, lòng tốt bụng và là bức nỗi bức an. お堅いお医者様も奇跡を見たことで少しは頭が柔らかくなったくび。Bác sĩ cứng đầu như cô sau khi mà chứng kiến phép màu cũng bắt đầu gọi là chịu thấu hiểu hơn một chút rồi nhỉ. 姉の思い人を寝取る小賢しい知恵が回る程度に。そんなにお姉ちゃんの持ち物が欲しかったくび。Ok. Kết hôn với người mà chị đã thích, chị mình đã thích sao? Có vẻ như là gì ta? Như nào nhỉ? Không lỗi quá nhỉ? Mình đang không hiểu gì cả. Con gấu này đừng có nói nữa. Cảm ơn đấy. Kimi wa mukashi kara tanin no mono ga hoshikute hoshikute shikata nai. Sonna waishou na ningen da kara kubi. Vậy là rốt cuộc Tsubaki là con trai hay con gái đây? Xác nhận dùm cái đi. Từ xưa đến nay thì cô luôn gọi là ham muốn những thứ của người khác. その罪が目の前のオカルトぬいぐるみ。それにこの光景だとしたら、笑えない。Nếu như cái tội đó chính là con gấu bông này thì cảnh tượng này thật đáng không thể nào cười được. Không biết mình dịch gì luôn rồi. Gì đây? Đây là chương trình TV ngày hôm qua thì mày có coi không? Đây là thiếu niên đang nói chuyện với thiếu nữ à. Hôm qua cậu có coi không? Đúng rồi, tớ có coi. Nó rất là hay. Cái người hát trong đó thì tớ rất là thích. Cậu là kiểu người khoái xem TV à? What? Cái đoạn hội thoại vừa rồi cần không? Ngày hôm nay thì có tiết nhỉ? Hình như là tiết ngoại ngữ 2. Vậy thì hơi gọi là chắc chắn là chúng ta phải ôn bài rồi nhỉ? Tức là ở đâu cũng có vô ca à? Chào buổi sáng, lần tới lại đến nữa nhé. Tất nhiên rồi, kế hoạch tiếp theo thì cũng sắp đến rồi nhỉ? これは奇妙な光景首。誰も彼もが強化に見える。Mình đang bắt đầu dần hiểu được là điều mà cái đoạn cuối này muốn nói rồi. Đây đúng là một khung cảnh kỳ lạ, ai cũng nhìn giống với Joker vậy. おかしいのは世界。それとも僕の目。Thế giới này kỳ lạ hay do mắt của tôi? 感染してるんだ、強化が。あるいはその分身が。Chắc chắn là mọi người đã bị nhiễm rồi. Joker hoặc là phân thân của Joker. 人の精神の根幹がつながっているなら、いや、だからか、それは共感という形で広がっていく。Nói chung là tinh thần của con người kết nối với nhau hoặc có thể gọi là trở thành một khối độc nhất và lan rộng ra. 強化という名の人が本来生まれながらにして持つ深い深い深層意識の狂気。Đây rồi. Đây chính là cái câu trả lời rồi. Chắc vậy. Cái tên Yoka là cái thứ
thứ mà được sinh ra từ sâu thẳm bên trong con người ngay từ lúc ban đầu họ khi họ được sinh ra. Đó chính là sự điên loạn. 彼女の破片がわずかずつまるで感染症のように心を蝕み散らばっていく世界中へ. Cô ấy giống như là những cái mảnh vỡ ghim sâu vào trong tim của người khác, giống như là bệnh truyền nhiễm vậy và lan rộng khắp thế giới. Rất có thể là những người tiếp xúc với lại Yoka sẽ bị lây nhiễm theo thứ tự. Tôi chính là bạn và bạn chính là tôi. Cô ấy muốn gọi là lây nhiễm cái gọi là khát vọng này. Nhưng mà con người lại không nhận ra là điều đó trong bản thân của mình. Nếu mà không nhận ra điều đó thì chẳng khác gì điều đó không tồn tại, có phải không? Không biết thì không phải tội, nhưng mà đó là hình phạt. Tất cả những con người mà gọi là bị lây nhiễm bởi Yoka thì thực sự có phải là bản thân nữa hay không? Giống như kiểu là bị gọi là kẹp ở giữa ranh giới giữa mơ và thật, ở sâu thẳm bên trong trái tim của bản thân thì không biết là ai đang tồn tại trong đó. Giống như là một cơn ác mộng về sự tự ti vậy. Biết có đúng hay không đây? Hy vọng là bên trong tôi có bạn. Vậy là sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng chúng ta cũng đã hoàn thành được chị hàng xóm đáng sợ rồi. Và mình nghĩ rằng cho đến đoạn này thì sẽ có rất nhiều bạn không thể nào hiểu được nổi ý nghĩa của game này là gì. Nếu mà mình nói mình không hiểu luôn thì chắc là khoảng thời gian vừa qua của các bạn sẽ trở nên lãng phí. Cho nên là mình không hiểu luôn. Và thật ra giới tính của Tsubaki là gì?